Hello, xin chào tất cả anh em. Thì, test tiếp con đang đi chi anh em. Con này mới về giờ dọn xong luôn rồi nha. Trong tâm 1m3 chạy răng không xúc nhông nha anh em. Đây, con răng. Răng bàn còn đẹp nha anh em. Nó lên nét luôn nha. Nước me còn đẹp nha anh em. Thông số trung tâm 1m3, qua hầu 820, qua băng 504, qua dao 300, lỗ 53, ngang băng 401, dài 2m8, 5 cặp 320, 3 chống lật nha. Điện 3 pha 380V. Đang cho chạy răng nha anh em. Này đào trái, đào răng trái phải nè. Cần này cần răng nha, cần này cần gập răng nha. Này, chuyển qua tự động nha. Này, chuyển qua cây chân. Kéo ra. Kéo ra gạt lên nha, tự động trên. Đẩy vô là tự động dưới nha. Rồi dập răng, phải kéo cái này ra giữa mới dập được nha anh em. Nó nứt ở giữa nha, mới dập răng được. Bơm nhớt. Đang chạy tốc độ 270 nha. Đây là tắt răng bên này nha. Bên này đảo chiều trái phải nè. Bên này tắt chạy răng nè. Bước nhanh bước chậm. Gạt qua là 403 nè. Gạt cây vòng to nha. Tốc độ 500 nha anh em. Rồi, con cá đi. Em nha, con này máy móc còn êm ái nha anh em. Rồi. Rồi 60. Chín trăm ba, 902. Sáu trăm bảy. M
12 tốc độ ha. Độ 200 nha. 10. Hả? 10. À quên 110. Nguồn đây anh em, anh phải bật qua với qua bên này ha, qua trái qua phải chứ qua giữa là không chạy đâu nha anh em. Hai trăm bảy. Qua giữa là tắt luôn nha anh em. Rồi các số các tóc để má nha. À, con Makino này cũng dọn xong luôn rồi nha anh em. Makino đang xài biến tần nha. Chuẩn bị lên video test luôn nha anh em theo dõi nha. Makino đang xài biến tần một pha nè. Hành trình kết thúc video, anh em nào làm thì liên hệ nha. Chào tạm biệt anh em.